Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin vui, Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo hoãn trình luật bán nước. Vào sát thời điểm bắt đầu kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2019, luật bán nước, một cái tên bi thảm mà người dân đã gọi để lên án luật đặc khu và vẫn tồn tại cho đến bây giờ, bất chợt bị phía chính phủ của Thủ tướng CLMV đề nghị hoãn trình Quốc hội với lý do là luật này chưa được chín và chính phủ đang tiếp tục hoàn chỉnh để báo cáo và đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Hiện tượng lạ. Một hiện tượng lạ khác là trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của cả năm 2019 và 2020 đều không có dự án luật bán nước, dù mới ban đầu tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Phúc còn chỉ đạo cho các bộ ngành liên quan hoàn thiện dự án luật đặc khu theo hướng xây dựng một luật chung thay vì dành riêng cho ba luật đặc khu. Tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tinh thần chỉ đạo sắt son như thế đã khiến dư luận một lần nữa dậy sóng phản ứng về ý chí cố đấm ăn xôi của Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhóm tài phiệt có lợi ích khổng lồ nếu luật bán nước được thông qua. Không biết ngẫu nhiên hay chủ ý, dự án luật riêng theo chỉ đạo biến tướng của Nguyễn Xuân Phúc thình lình bị xem là chưa đủ chín, chỉ vài ngày sau Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng tạm hồi phục, sau khi ông ta nhiều khả năng đã phải chịu một cơn tai biến mạch máu não không hề nhẹ nhàng ngay tại căn cứ Địa Cách Mạng của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang vào 14 tháng 4 năm 2019. Luật riêng biến tướng thành luật chung. Trong thời gian Trọng bị xem là nằm dưỡng bệnh tại Bệnh viện Quân y 108 ở Hà Nội, nhiều thông tin cho biết dự luật đặc khu vẫn được cấp tốc vận động cho các cơ quan quốc hội để sớm gật và đưa ra kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2019 để bỏ phiếu thông qua. Cùng lúc và như một hiện tượng rất đồng pha, một chiến dịch đánh lên giá đất đã bùng nổ ở các khu vực dự kiến lên đặc khu là Vân Đồn, Quảng Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang và có thể là cả Vân Phong, Khánh Hòa. Hàng loạt tờ báo quốc doanh vốn chưa bao giờ dám lên tiếng phản ứng hay có ý định phản ứng đối với luật bán nước theo đúng triết lý, làm nhà báo cứ phải như con chó ấy. Với tác giả là nhà báo đại tá công an Nguyễn Như Phong lại lao như thiêu thân vào cơn động kinh múa bút nhằm PR tận lực cho những đặc khu tương lai. Trên, thậm chí còn viết thẳng cụm từ đặc khu Phú Quốc, đặc khu Vân Đồn không cần dấu ngoặc kép. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa sau cú thất bại đánh lên vào năm 2018, vô số đất đai mà giới quan chức đã tậu giá rẻ ở những nơi này sẽ có cơ hội bằng vàng để thoát hàng. Với giá trên trời nếu các đặc khu này được chính thức công nhận theo biến tướng luật chung. Khái niệm luật chung của Thủ tướng CLMV thông báo tại phiên họp thường vụ Quốc hội vào tháng 4 năm 2019 lại khiến người ta càng nghi ngờ về việc đã từng tồn tại một thứ luật riêng. Luật đặc khu và nhiều nội dung của nó chứa đựng quá nhiều ưu ái cho Trung Quốc và cứ như thế, đó là một hình thức trá hình mà chính thể độc đảng, độc trị ở Việt Nam luồn lách, nhượng địa hoặc nói trắng ra là bán nước cho kẻ ngàn năm Bắc thuộc. Bởi cho tới nay dự thảo luật đặc khu vẫn bị phản ứng dữ dội về nhiều điều khoản rất bất lợi. Có thể vẫn chưa được chỉnh sửa một cách cầu thị thật sự mà thậm chí chỉ được gia cố hết sức sơ sài và mang tính đối phó và vẫn giữ nguyên điểm và quy định chi tiết về cho thuê đặc khu đến 99 năm hoặc gần như thế. Kiến tạo những điều kiện cực kỳ dễ dãi để cho người Trung Quốc có thể ồ ạt di cư vào đặc khu, đặc biệt là đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh. Một khi luật đặc khu chính thức thông qua vẫn giữ nguyên quyền tài phán nếu có tranh chấp và xử lý người di cư hoặc doanh nghiệp của Trung Quốc không thuộc về Việt Nam mà thuộc về quốc tế. Vẫn không có những điều kiện chặt chẽ để loại trừ tương lai các đặc khu, nhất là đặc khu Vân Đồn sẽ trở thành bãi thải công nghiệp khổng lồ của các loại rác từ Trung Quốc đổ vào, mà vẫn không có quy định chặt chẽ để loại trừ tương lai một số doanh nghiệp cá mập của Việt Nam chẳng hạn như tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết, nhân vật không biết là tỷ phú đô la thật hay tỷ phú đô la giả, trở thành con nợ khổng lồ khi sẵn sàng đi vay của các ngân hàng Trung Quốc để đầu tư vào đặc khu nhưng lại không thể bảo đảm năng lực thanh toán
để cũng như điều phi xin lỗi các bạn để cũng như nhiều phi vụ vay ODA nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy toàn bộ hậu quả mất khả năng thanh toán cho chính phủ. Vậy nguồn cơn nào đã khiến luật đặc khu thêm một lần nữa bị hoãn trình Quốc hội? Sau lần hoãn đầu tiên xảy ra vào tháng 6 năm 2018 do bị hàng trăm ngàn người dân Sài Gòn đổ xuống đường biểu tình phản đối, lan rộng trên 50% tỉnh thành trong cả nước, và lần thứ hai bị hoãn vô thời hạn vào tháng 10 năm 2018. Nó lừa mình. Sau khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối luật bán nước ở Sài Gòn vào tháng 6 năm 2018, một tin tức đã lan tràn trên giới cách mạng Lão Thành ở Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng, khi đó còn là Tổng Bí thư mà chưa ngồi hẳn vào cái ghế chủ tịch nước của kẻ quá cố là Trần Đại Quang, đã có một cuộc gặp riêng kéo dài đến 2 giờ đồng hồ với vài cựu quan chức thân tín để nghe báo cáo về thực chất mất chủ quyền an ninh và bị các nhóm lợi ích lợi dụng đẩy giá đất bất động sản trong dự án đặc khu. Cuối cuộc gặp này, ông Trọng đã phải thốt lên: "Nó lừa mình." Nó là ai? Khi đó, mối nghi ngờ rất lớn của dư luận tập trung vào tứ trụ Huynh, Chính, Ngân, Phúc. Bởi trước khi luật đặc khu trên được tung vào giữa năm 2018, quan chức thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, vào lúc còn chưa mất tích dài hạn, đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương làm các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là luật bán nước. Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của Bí thư tỉnh Quảng Ninh, một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc vào thời đó là Phạm Minh Chính. Lại có một mẩu chuyện rất đáng mổ xẻ và cần thiết thì hồi tố, kể cả sau này, sau những cuộc làm việc đầy tình hữu nghị với trợ lý của Tập Cận Bình về đặc khu, Phạm Minh Chính đã nêu ra đề xuất cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không phải là 99 năm. Sau thành tích đề xuất ý tưởng và kể cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho các nhà đầu tư của giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ của Việt Nam của Bắc Kinh, Phạm Minh Chính đã lọt vào Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương tại Đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016. Chỉ đến sát kỳ họp Quốc hội tháng 5 và 6 năm 2018, luật bán nước mới được công bố một cách chính thức như sự đã rồi. Trước đó đã không có bất kỳ một động tác nào dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân nhằm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Nhưng ngay sau khi dự luật đặc khu được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Mặt khác, họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Chỉ đến khi không khí và tâm trạng bức xúc của dân chúng lên cao độ, Thủ tướng Phúc mới lộ hình để thanh minh, giao đất 99 năm không phải là mấu chốt của luật đặc khu. Nhưng khi không khí bức xúc của dân chúng và trí thức không còn là mỉa mai hay chỉ trích đối với dự luật đặc khu mà đã bùng nổ thành rất nhiều văn thư, bài viết phản bác và phản kháng, đồng thời manh nha một làn sóng biểu tình phản đối dự luật này, ông Phúc lại tự diễn biến khi tự thay đổi quan điểm trước đó của mình sang sẽ điều chỉnh cho thuê đất đặc khu xuống dưới 99 năm. Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế, bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu Quốc hội vẫn tiếp tục thói ngủ ngay trong cơn mộng du vong bản và vong dân. Sau khi dự luật đặc khu bị phản ứng dữ dội, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại nhấn mạnh theo lối áp đặt. Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi. Vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này và đã nhiệt tình vỗ tay dành cho luật bán nước. Trọng lại chỉ đạo chạm. Trong thời gian dự luật đặc khu mai phục chờ thời cơ thây ma sống lại, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã chém về mà không một lần nào xuất hiện cổ vũ cho dự luật này như ông ta đã ồn ào khuếch trương trước đây. Từ đó đến nay, Phạm Minh Chính cũng bị cho rằng đã thất sủng trước Nguyễn Phú Trọng, thậm chí còn
Chính còn có thể bị loại khỏi danh sách Bộ Chính trị dự kiến cho Đại hội 13 vào năm 2021. Cũng từ đó đến nay, người ta không còn thấy Nguyễn Thị Kim Ngân hiện ra để PR cho luật đặc khu. Trên sân khấu, luật đặc khu vào lúc này chỉ còn thấy duy nhất diễn viên Nguyễn Xuân Phúc cùng với một vài những ứng viên sáng giá cho cái ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng thứ 13 nếu Nguyễn Phú Trọng sức cùng lực kiệt. Ngay lập tức dư luận bật lên một nghi ngờ rất lớn sau luật riêng của Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Kim Ngân. Vai trò luật chung của Nguyễn Xuân Phúc có thể được hiểu ra sao? Liệu ông Phúc có lợi ích gì trong các phi vụ đầu cơ tài chính và chính trị của luật bán nước? Còn vào lúc này và khi luật bán nước một lần nữa bị hoãn trình ra Quốc hội, phải chăng động thái đó có liên quan trực tiếp đến sự tái xuất của Nguyễn Phú Trọng và lời cảm thán nó lừa mình trước đó của ông ta để thêm một lần nữa Trọng buộc phải chỉ đạo trảm dự luật phản dân hại nước này? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bên cạnh nút màu đỏ có hình quả chuông, hãy bấm vào nút hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất, nhanh nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.